Lúc mà có kết quả xét nghiệm chẩn đoán ấy thì em cứ nghĩ mình bị ung thư thật. Sau đó em có đi khám lại, không phải là em nói dối mọi người, mà chỉ là em chưa nói thôi. Vì con muốn cả nhà mình tiến bộ hơn. Tiến bộ á? Thế có nghĩa là từ trước đến nay trong mắt chị cả nhà này tồi tệ lắm à? Chị khéo bôi giò chát chấu lên mặt chồng chị đấy. Nhục không để đâu hết cái nhục. Dối trá, lừa đảo. Bây giờ tôi biết ăn nói với người ta thế nào đây? Tại sao con không bị ung thư mà khiến cho cả nhà khó chịu đến như thế ạ? À? Việc gì đi việc đấy, chị đừng có mà đổi trắng thay đen. Chị nói không đúng à? Cả nhà bây giờ muốn con bị ung thư thật để khỏi bị mất mặt đúng không? Chỉ cần con chết là được chứ gì? Im không? Cái tôi đúng là còn có một số khiếm khuyết. Tính nó bốc đồng, bộp chộp, làm cái gì cũng không nghĩ trước nghĩ sau. Thế nhưng nó là một đứa tốt bụng, tử tế, hết lòng tận tụy vì nhà chồng. Có vất vả nó cũng không dám kêu ca. Vậy mà vừa mới xảy ra một cái chuyện rất nhỏ, cả anh và gia đình nhà anh quay lại chỉ trích nó. Đến mức nó tủi thân phải bỏ về nhà mẹ đẻ. Anh lại còn đụng chân đụng tay với nó nữa. Anh có còn là người nữa không hả? Kiểu không. Hay là anh nghĩ nhà anh cảnh cao quá, con tôi nó không với tới được. Tôi nói cho anh biết, con tôi nó chưa tiêu một xu nào của nhà anh cả đâu. Anh tưởng mình là người có học à? Nhìn lên thì chưa bằng ai đâu. Chúng tôi nể trọng là vì tình cảm, là vì con gái chúng tôi. Anh lại nghĩ rằng anh muốn gì được nấy à? Không có đâu. Tôi nói luôn, nếu anh và gia đình nhà anh không có lời chính thức xin lỗi con bé, không bao giờ tôi để cho nó quay trở lại nhà anh nữa. Chấm hết.